Chúng mình chưa biết. Tập phim Hello Kitty. Ủa, sao vậy Mèo? Cậu có chuyện gì hả? Nè, tôi đang không hiểu. Hôm nay đi học cô giáo hỏi tôi là chuột nào có hai chân. Chuột nào mà có hai chân chứ? Câu hỏi đó dễ ẹt mà cậu không biết hả? Chuột có hai chân là chuột Mickey đó. Hả? Thôi thì cũng đúng, nhưng mà như vậy thôi có gì đâu mà cậu tức giận. Hả? Tại vì lúc sau cô giáo hỏi tiếp tôi vịt nào có hai chân, tôi trả lời luôn là vịt Donald. Rõ ràng là đúng rồi, tự nhiên cả lớp ai cũng cười hết, thiệt là kỳ cục quá à. Cậu lầm rồi Méo, vịt nào mà chẳng có hai chân chứ. Hả? Là gì vậy đó hả? Thật đáng ghét mà, mai tôi không thèm đi học nữa. Thôi mà Méo, cô giáo chỉ hỏi mẹo một chút thôi. Tớ chỉ cậu câu này nè, mai cậu hỏi lại cô giáo ha. Đố cậu con mèo nào nổi tiếng nhất thế giới? Mèo nào chẳng là mèo, không có con mèo nào nổi tiếng như tôi hết á. Đó là cậu không biết thôi. Đó chính là con mèo Hello Kitty. Cái gì? Mèo nước ngoài hả? Có đẹp như méo tôi không vậy? Tất nhiên là đẹp rồi. Không những đẹp, Hello Kitty còn có cả một câu chuyện cảm động nữa đó. Đó là câu chuyện cảm động về một cô bé người Nhật. Bố mẹ tất bật đi làm, cô bé thì đến trường. Cả nhà ít khi gặp nhau. Ngoài giờ học, cô muốn nói chuyện nhưng cũng không có ai để nói chuyện cả. Cô bé cảm thấy cô đơn và sống khép mình hơn. Nhưng cô bé càng như thế lại càng bị các bạn trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc và có khi đánh nữa. Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn trên lớp lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô bé ngẩng đầu lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô bé ngẩng lên thì hỏi: "Cháu gái, tan học rồi, sao không về nhà mà lại ngồi đây khóc?" Cô bé lại oà lên tức tưởi: "Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết, không ai nghe cháu nói cả." "Vậy ông sẽ nghe cháu." Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định, ông chỉ nghe. Cuối cùng khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà đi. Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn, vui vẻ hơn. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm được gì, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã chạy qua đèn đỏ thì không may đã xảy ra. Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét. Ủa, cậu làm cái gì kỳ vậy Méo? Sao tự nhiên lại dáng nơ kỳ cục vậy? Ủa, cậu nói gì đi? Sao cậu im lặng vậy Méo?
Trời ơi, có phải cậu bị bệnh rồi không? Để tớ đưa cậu đi bác sĩ nha. Thôi rồi, Méo đã bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Trời ơi, phải làm sao đây? Méo, Méo ơi. Đồ đáng ghét. Có cậu là bị bệnh đó. Tôi bây giờ là Hello Méo xinh đẹp nha. Tôi sẽ là con mèo im lặng, biết lắng nghe, xinh đẹp và đáng yêu. Tôi sẽ nổi tiếng, nổi tiếng nhất hành tinh này. Cậu không có làm được đâu. Với lại Hello Kitty thật ra không phải là một cô mèo đâu. Hả? Cái gì? Không phải mèo hả? Lừa tôi hả? Tôi không tin đâu nha. Hả? Cậu không tin thì hãy cùng tớ đi xem tận mặt luôn nha. Với lại Hello Kitty không chỉ là một nhân vật bình thường mà còn là cả một thương hiệu đồ chơi lớn lắm luôn đó. À, thiệt hả? Mau mau, mau mau đi coi. Mau lên, mau lên. Về tiểu sử của Hello Kitty thì cô nàng này sống tại London, có tên đầy đủ là Kitty White, là sản phẩm thành công nhất của công ty Sanrio. Hello Kitty thích sưu tầm các vật nhỏ dễ thương như kẹo, ngôi sao hay cá vàng và rất giỏi làm bánh nữa đó. Đến năm 2018 này, Hello Kitty sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 44 đó các bạn. Trong suốt 40 năm qua, những món đồ chơi mang hình ảnh chú mèo đáng yêu luôn được các bạn nhỏ yêu thích. Nổi tiếng nhất là bộ sưu tập đồ chơi nhập vai gia đình Hello Kitty. Mỗi bộ sưu tập đồ chơi nhập vai Hello Kitty ngộ nghĩnh và thu hút từ ánh nhìn đầu tiên luôn đó. Chúng mình dễ dàng hóa thân thành những nhân vật mà mình yêu thích trong đại gia đình của Hello Kitty. Từ trò chơi pha trà gia đình, làm nhân viên tính tiền siêu thị, hay bộ đồ chơi cứu thương nữa đó. Tiếp theo là bộ đồ chơi âm nhạc Hello Kitty. Các loại đồ chơi âm nhạc Hello Kitty còn được phân ra thành nhiều loại nhạc cụ khác nhau như đàn organ, piano, kèn Hello Kitty hay đàn guitar. Chúng mình có thể dễ dàng đắm chìm vào thế giới đầy những âm thanh vui tai được phẩm theo các nốt nhạc, hệt như một chiếc nhạc cụ chơi nhạc thứ thiệt. Những phím đàn nhiều âm sắc còn giúp chúng mình tìm tòi về âm nhạc, lắng nghe và cảm âm vô cùng tuyệt vời luôn đó. Tại sao con lại khóc? Sao ai cũng bắt nạt tôi, không ai chăm lo cho tôi hết trơn á, tôi phải làm sao đây? Cháu gái màu đỏ, có chuyện gì mà cháu buồn dữ vậy? Các bạn ai cũng bắt nạt cháu, đánh cháu, lấy tiền ăn sáng của cháu, rồi còn mét cô giáo lúc cháu không làm bài tập nữa. Tội nghiệp cháu yêu của ta. Ta sẽ... Nhưng cháu không sợ bọn chúng. Ông có biết không, mỗi khi bọn nó bắt nạt cháu, cháu đều đánh lại. Giờ ai cũng sợ cháu hết. Hả? Sao cháu mạnh dữ vậy? Ủa, vậy sao cháu lại buồn rồi còn khóc nữa? Cháu khổ quá ông ơi. Đánh nhau xong không ai chơi với cháu nữa. Trời ơi, thì ra là vậy. Bắt nạt bạn bè là điều không có tốt đâu. Nhưng mà thôi, ta thấy cháu tuy có hung dữ nhưng vẫn là một cô bé chân thành. Ta sẽ tặng cho cháu một người bạn chân thành nha. Hả? Đâu đâu, mau đi ông. Hồ Biên. Hả? Chào cậu, tớ là Dài. Từ nay tớ sẽ là bạn thân của cậu nha. Mà cậu tên là gì? Tôi là Méo chứ ai. Tôi nổi tiếng vậy mà cậu không biết hả? Hả? Nổi tiếng sao? Cậu có nổi tiếng như mèo Hello Kitty không? Hello Kitty đâu có hát hay như tôi chứ. Này mèo ơi, thật xinh xắn, thật duyên dáng. Con mèo xinh nhất nhà. Các bộ đồ chơi Hello Kitty màu hồng không những vô cùng đáng yêu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt nữa đó. Vì Hello Kitty không hề có miệng. Nhờ vậy, bạn muốn Kitty cảm thấy thế nào, hình ảnh Kitty sẽ hiện lên thế đó. Vì thế mà ở Nhật Bản, một người đàn ông mang tên là Masao Kuni, một cư dân ở thành phố Yasukado, tỉnh Chiba, bắt đầu sưu tập các vật dụng liên quan đến Hello Kitty từ 35 năm trước.
Đến nay, ông đã có trong tay 5.169 món đồ và bóng hình nàng mèo nổi tiếng này. Có thể thấy, căn nhà sưu tập của ông được bao phủ bởi màu hồng rực rỡ và vô số thứ từ lớn đến bé có hình Hello Kitty, như là giấy dán tường, sàn nhà, thú nhồi bông hay đồ dùng nhà bếp. Ở Hàn Quốc còn có cả một hòn đảo dành cho Hello Kitty nữa đó. Đây chính là bảo tàng lớn nhất thế giới về mèo Hello Kitty. Và đến đây, bạn sẽ đắm chìm trong vô số thứ mang hình dáng của chú mèo này. Hello Kitty Island có tất cả 3 tầng. Tầng 1 là khu trưng bày nghệ thuật, lịch sử về chú mèo Kitty. Tầng 2 có Hello Kitty Coffee, phòng ngủ Kitty và những khu triển lãm đặc biệt khác. Tầng 3 là nhà hát 3D cùng với khu triển lãm ngoài trời. Khuôn viên của khu trưng bày bao gồm khu quà tặng, khu lịch sử Kitty, khu trải nghiệm nghệ thuật, khu âm nhạc, khu trưng bày ảnh, khu cà phê Hello Kitty, rạp chiếu phim 3D và khu trưng bày ngoài trời. Các bạn nhỏ biết không, có hai điều có lẽ không bao giờ biến mất ở Nhật Bản. Một là chú mèo đáng yêu mang trong mình nhiều ý nghĩa Hello Kitty, và hai là những con tàu cao tốc. Và cuối tháng 6 vừa qua, hai điều trên đã trở thành một luôn đó các bạn. Công ty đường sắt tại Nhật Bản vừa cho ra mắt con tàu cao tốc tràn ngập hình ảnh chú mèo Hello Kitty trong hệ thống tàu Shinkansen hồi cuối tháng 6 vừa qua. Đoàn tàu là thế giới của riêng mèo Hello Kitty, mọi nơi đều ghi dấu hình ảnh của chú mèo, từ sàn nhà, cửa sổ, gối tự đầu cho đến chỗ để tay. Toa tàu ngập tràn hình ảnh này mang tên là Kawaii Room, là toa tàu số 2 được thiết kế dựa trên series phim Hello Kitty và những người bạn đó. Ủa, bạn thân đâu rồi? Tớ nè, trời ơi, mèo tớ mệt quá à. Đi chơi nhiều quá chừng, tớ còn phải học bài nữa. Sao vậy? Không phải cậu nói là cậu sẽ làm bạn thân sao? Chơi với tớ hoài luôn. Mèo, chúng ta phải học bài để kỳ thi sắp tới còn đạt kết quả tốt nữa. Cậu đừng lo, học có chỗ nào không hiểu á, tớ sẽ giúp cho cậu. Học cái gì chứ, tôi nói đi chơi là đi chơi nha. Đi lẹ lên đây. Mèo. Hi, xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, Dài có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Câu hỏi đó chính là: Hello Kitty sống ở đất nước nào? A. Nhật Bản. B. Hàn Quốc. C. Anh. Và D. Pháp. Các bạn hãy nhanh chóng comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.